Hello mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang ở Thụy Sĩ. Yeah, Thụy Sĩ. Cảnh quan các bạn thấy đây là đang ở Thụy Sĩ. Và một khung cảnh rất là đẹp. Đây là Thụy Sĩ nha mọi người. Thụy Sĩ. Công nhận là cảnh ở đây rất là đẹp và wow, đẹp quá trời luôn. Xin chào mọi người, hiện tại mình đang đi xuống chỗ cái thung lũng. Đây là nhìn lên, kia là cái trên núi. Chúng tôi đang đi xuống cái thung lũng ở bên dưới để chụp ảnh và quay phim cho các bạn xem nhé. Một thung lũng rất là đẹp luôn. Đó, phía dưới kia. Nào, chúng ta cùng đi thôi nào. Đường khá là chắc chở. Rất là mệt các bạn ạ. Nhưng không sao vì cảnh đẹp, phấn đấu với đã. Tiếp tục nào. Ấy xa. Hello mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại cây thông. Những cây thông mình vừa chụp ảnh trên cao xuống và đây là đông nó. Chúng ta sẽ quay toàn cảnh cho bạn xem. Đây sẽ là toàn cảnh cho các bạn coi. Rất là xịn luôn nha mọi người. Cánh đồng ở đây 3000. Xịn sò luôn. Vâng, và theo như mình thấy thì đây là một địa điểm check-in khá là đẹp cho mọi người, cho các bạn trẻ trong tương lai. Vâng, đây là ở Hà Giang các bạn ạ. Đây là Xín Mần, Hà Giang. Đây là một khu du lịch có thể là mới, rất là mới mẻ trong tương lai mọi người. Và một thung lũng, một thảo nguyên rất là xanh ở trên một sườn đồi rất là cao và ngắm những làn mây bay. Vâng, đây có lẽ là một trải nghiệm khá là thú vị cho các bạn trẻ trong tương lai, đúng không nào? Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi ngắm nhìn lắm. Đây là những gốc thông mọi người ạ. Gốc thông rất nhiều năm tuổi, chắc là mấy chục năm rồi đó. Cây thông rất là cao, rất là to luôn. Đó, rất nhiều gốc thông. Hello, xin chào. Chị. Cô nhà mình học lớp mấy chị, mấy tuổi rồi? À, 6 tuổi à. Chưa đi lớp ạ. À? À. Đây là dân tộc gì anh nhỉ? À, mình đây là dân tộc gì nhỉ? Mình là dân tộc gì? Dạ. Không biết à? Không biết mình là dân tộc gì luôn à? Chết rồi. Trên này là nùng. Trên này là nùng hay dao hay là gì nhỉ? Hay là mông? Không biết luôn hả?
Không biết mình là dân tộc gì. Chết rồi, cánh đồng rồi đấy. À, trồng lúa cạn ở trên lưng chừng núi. À, không có mưa không được ăn à? Có mưa mà mùa hè này nhiều mưa. Mùa này là mùa mưa nên là được ăn. Trồng lúa ở trên cạn, lúa cạn. Ở dưới xuôi kia toàn để trồng lúa nước thôi. Không có lúa cạn này. Dưới đấy nhiều nước, cạn thì bỏ. À, trên này rất là đẹp. Sương lên rồi các bạn. Sương rất là nhiều, rất là mát, không khí trên này rất là trong lành luôn. Thực sự mây bay lững lờ ở dưới luôn kìa. Xịn sò luôn. Rất là nhiều mây, trên kia là đỉnh núi. Rất là cao. Mình đang leo ngược lên rất là mệt. Đang thở rất là gấp. Nơi kia là những người dân đồng bào. Nãy mình có hỏi họ là dân tộc gì thì họ không biết họ dân tộc gì. Mình không biết luôn. Đây mình sẽ quay toàn cảnh góc rộng hơn cho các bạn thấy nhá. Đó, cái góc rộng. Những cây thông này rất là đẹp luôn. Thực sự nơi đây rất là giống Thụy Sĩ. Rất là nhiều người mê mẩn với nơi này, giống một thảo nguyên xanh. Cực kỳ đẹp các bạn ạ. Check in, check out thì thôi rồi luôn. Chấm hết, không phải nghĩ. Này, máy bay lững lờ. Đây, xe mình để tút ở trên kia các bạn. Đấy, cây thông cao nhất trên kia. Đó, mình đi bộ xuống cái này, bây giờ lại phải leo ngược. Rất là mệt. Với cái sức khỏe rất là dẻo dai thì mình có thể leo được. Đó. Rồi. Tạm thời thì nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục leo lên. Đi, leo về cái xe của mình trên kia. Let's go. Đi thôi nào. Mệt quá. Leo núi rất là mệt. Thật ra à, ngô mình đây là trang ngô gì? Ngô trắng à? Hay là ngô đỏ? Ngô vàng. Mệt quá. Đây hai vợ chồng à? Anh xem bao nhiêu? Hả? Anh xem bao nhiêu? Không biết à? Thế bao nhiêu tuổi rồi? À, 2K1 à? Thế chị xem bao nhiêu? Hả? 2K3 á, chị 2K3 á? Thế chị? À, 2000 à? Thế là chị hơn tuổi à? À, vợ hơn tuổi chồng à? Con 3 tuổi liền ha? Nhà mình ở lưng chừng núi hay là dưới bản gì kia? À, thế chắc là chị đi học rồi đúng không? Biết tiếng quốc ngữ này đúng không? Đi lớp mấy tuổi bỏ? 16 tuổi bỏ à? Ờ, 2K3 thì nếu mà đang học thì năm nay ra trường đấy. Ờ, còn chị ra trường trước. Không đi học thì có biết tiếng không? Không à? Thế mình đây dân tộc gì? Mông à? À, hôm nay hỏi mấy cô dưới kia, cô ấy không biết mình là dân tộc gì. Chắc là họ không đi học. Đúng rồi. Hỏi mấy người hỏi dân tộc gì chẳng ai nói câu nào cả, mà không biết dân tộc gì à, anh lắc đầu. Chết rồi, phải đi học thì biết mình là dân tộc gì. Mình là người thế nào cũng không biết này, chết. Anh chị đây nhiều ruộng không? Nhiều ruộng, cánh đồng thì rộng không? À. Thế cái này là mình đi cấy hay là mình đi gieo thóc hay nào? Cấy à? Thế đợi nó mưa mới cấy được hay như nào? Đây này, tại vì đất nó cứng như thế này thì ví dụ như làm sao mà cấy được đúng không? Thế phải cuốc không hay là mình cấy được như ruộng nước bình thường? Cứ thế là cấy như ruộng nước bình thường nhỉ? Ừ, cấy được hay nhỉ? Thế bây giờ chắc là nó khô nó mới thế này đúng không? Chứ bình thường nó ướt là cấy được hả? Nóng quá. Chị biết em ở đâu lên không? À, ở trên kia xuống. Nhưng mà ở dưới xuôi lên. Dưới xuôi ra khỏi tỉnh Hà Giang bao giờ chưa? Chưa ra khỏi tỉnh Hà Giang bao giờ à? lấy vợ lấy chồng sớm này là sau này chắc ở đây suốt rồi. Ra ngoài thì thẳng dưới xuống dưới xuôi kia chơi.
kia dưới này, dưới chân núi ấy. Chắc khách có xuống đây không? Chưa xuống trên núi à? Lần này tuổi hết đi học mà không được xuống dưới đấy à? Đây là cái cuốc hay nhỉ? Cuốc bé. Cuốc rất là xịn. Ở mình định có đài tiếng dân tộc đúng không? Đấy, đang nói nghe tiếng dân tộc đi đúng không? Đài hay là nhạc hay gì đấy? Không biết dùng gì diễn tả. Không, đây là cho đúng không? Vâng, cho. Cho bếp à? Cho bếp để bón. Em bé này mình được bao nhiêu tuổi rồi? 10 tháng rồi ạ. 10 tháng rồi ạ? À? Nào cũng theo lưng mẹ lên đồi núi này ạ. À? Đây là bé trai đúng không? Bé gái. Bé gái hả? Con trai. Ê, nhìn giống con trai thì cứ ngờ là con gái. Thế là muốn có con trai nhưng mà sinh ra. Thế bây giờ lên nương là ăn ở trên này luôn à? Vâng. Thế bao giờ mới về? 5 giờ mới về ạ. À? 5 giờ về á? À? Thế trai hết chỗ này thì còn trai chỗ nào nữa không? À, nhiều cỏ làm lụng gì. Thế quanh năm chỉ dựng nương này thôi đúng không? Không có việc gì làm cả, chỉ có dựng nương. Ok, thank you. Bây giờ mình phải đi xuống xuôi đây. Bye bye. Chào nhá. Vâng, và đây sẽ là quà cho các bạn ở vùng xuôi nhá. Đây sẽ là quà cho các bạn sau khi mình đi về. Vâng, những quả thông khô và từ cây, chính cây thông này. Vâng, một món quà chắc chắn là rất là đầy ý nghĩa. Rất là nhiều ý nghĩa. Đây một quà nha, một quà cho các bạn nhá. Xịn chưa. Cuối cùng thì mình cũng leo lên đến nơi. Mệt quá, dày bẩn hết rồi. Đã lên đến nơi. Mệt quá. Ở đây là toàn cảnh trên cao nhìn xuống các bạn. Một cây thông khá là đẹp. Đây là một con đường đi. Và đứng đây nhỉ. Đây là một chỗ mình giữ xe. Mệt quá. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ lĩnh quả của mình luôn. Có quà về rồi. Đây là quà cho miền xuôi các bạn nhé. Một không khí rất là trong lành. Vâng, không khí rất là trong lành. Đây sẽ là quà cho bạn.